Thưa quý vị và các bạn, trong suốt những ngày vừa qua thì dư luận đã xôn xao với vụ bẻ còi của trọng tài Võ Minh Trí trong cuộc đối đầu trên sân Thanh Hóa giữa chủ nhà Thanh Hóa và Vissem Hải Phòng ở vòng đấu thứ 9 của giải vô địch quốc gia Exim Bank 2012. Có một điều trùng hợp là cách đây 5 năm cũng tại sân Thanh Hóa thì ông Võ Minh Trí đã từng bẻ còi trong trận đấu giữa Thanh Hóa và Đà Nẵng tại V-League 2007. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi sâu chuỗi lại hai sự kiện đó và tự đưa ra những đánh giá của riêng mình. V-League 2007, Thanh Hóa lên cơn sốt bóng đá khi đội nhà thăng hạng. Vòng 6, cơn sốt lên đến đỉnh điểm vì ở vòng 5, tân binh Thanh Hóa bất ngờ đánh bại đương kim vô địch Đồng Tâm Long An với tỷ số 1-0 ngay trên sân khách. Điều đó dường như khiến mọi người hâm mộ xứ Thanh đều muốn tận mắt chứng kiến những người hùng trở về từ Long An. Và thế là, sức chứa khoảng 13.000 chỗ ngồi của sân Thanh Hóa trở nên quá nhỏ so với nhu cầu của người hâm mộ. Một biển người tràn vào trong sân, trên khán đài không đủ và các cổ động viên tràn xuống đường pitch. Nỗi lo lắng về sự cố vỡ sân đã thực sự hiện hiện. Trận đấu dự kiến diễn ra lúc 15 giờ nhưng phải đến 16 giờ 10 mới có thể diễn ra theo kế hoạch. Nguy cơ vỡ sân đã không xảy ra, nhưng khi mà khoảng cách giữa cổ động viên và các cầu thủ gần như không tồn tại thì không ai dám chắc trận đấu về đích an toàn. Trách nhiệm lớn nhất thuộc về các trọng tài. Tổ trọng tài gồm trợ lý Nguyễn Tú Anh, Đỗ Mạnh Hà, trọng tài ban Phùng Đình Dũng và trọng tài chính là ông Võ Minh Trí. Và quả thật, sự cố đã xảy ra. Khi tỷ số đang là 1-0, nghiêng về phía Đà Nẵng, Thanh Hóa tấn công. Các cầu thủ Thanh Hóa và các cổ động viên của đội bóng này đồng loạt ăn mừng. Người hâm mộ xứ Thanh tin tưởng đó là bàn thắng gỡ hòa 1-1. Nhưng điều này lại không nhận được sự đồng thuận từ trọng tài chính Võ Minh Trí. Ông không cho rằng đó là một bàn thắng cho đội bóng xứ Thanh. Nếu quyết định đó được giữ nguyên, nó sẽ chẳng khác nào một mồi lửa có thể làm bùng nổ và thiêu cháy tất cả. Thế là ba cuộc hội ý diễn ra, lần một kéo dài 5 phút, lần hai 4 phút và lần thứ ba mất thêm 5 phút nữa. Quyết định cuối cùng, bất chấp sự phản đối của cầu thủ Đà Nẵng, bàn thắng được công nhận. Quyết định năm đó của trọng tài Võ Minh Trí được đánh giá là sáng suốt, cứu cho V-League 2007 khỏi một vụ vỡ sân mà ai cũng có thể hình dung ra hậu quả vô cùng ghê gớm của nó. Khi ấy, với rất nhiều người, ông Trí là người hùng. Năm năm sau, sân Thanh Hóa tiếp đón Vissem Hải Phòng. Các cổ động viên không đông như 5 năm về trước, nhưng cũng đủ để tạo nên sự sôi động trên các khán đài. Số phận đưa đẩy, người điều khiển chính vẫn là trọng tài Võ Minh Trí. Như một định mệnh, người theo kế hoạch bắt trận này là ông Nguyễn Trọng Thư. Nhưng vì trọng tài này bận công việc, ông Võ Minh Trí là sự thay thế. Sự cố lại xảy ra. Một nỗ lực xâm nhập vào vòng cấm của Quốc Phương và Hữu Phước đã phạm lỗi. Một chiếc thẻ đỏ trực tiếp cho Hữu Phước và một quả penalty cho Thanh Hóa. Thế nhưng, sau thông báo việt vị của Sunday từ trợ lý, ông Võ Minh Trí rút lại quyết định không thẻ đỏ cũng chẳng penalty. Không biết sau này ông Trí có còn đủ dũng cảm để trở lại Thanh Hóa điều khiển các trận đấu hay không, nhưng sự cố đó đã được cả những trang thể thao nổi tiếng như Corriere dello Sport của Italia và tờ AS của Tây Ban Nha bình luận là sự cố hiếm thấy.